Nói thẳng ra là em nhậu nhiều mà mập. Hả? Môn thể thao duy nhất mà em biết chơi là môn đi bộ. Mà đi bộ trên máy á. Có nhậu, em không có thích mấy anh mà lấy nhậu là niềm vui. Mời bạn nam. Ồ. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Dễ thương. Rồi mời em ngồi. Mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Em xin chào mọi người. Em xin chào anh Huyền Linh. Em chào chị Cát Tường và mọi người xung quanh ở đây. Và bạn kế bên ạ. Em tên là Nguyễn Xuân Nam. Năm nay 33 tuổi. Đến từ Bình Dương và công tác tại Sun Gold Harmony. 33 tuổi. Dạ. Là bạn ở Bình Dương luôn. Dạ. Làm công việc gì bên này chưa nghe rõ công dạ, việc. Dạ em làm bộ phận điều hành gold chị. À. Làm Sun Gold chị. À làm Sun Gold. Hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Dạ em tên Lê Thanh Thảo, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là kế toán. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm yếu của em là môn thể thao duy nhất mà em biết chơi là môn đi bộ. Mà đi bộ trên máy chứ không thì đi vậy là cũng tốt rồi, có vận dạ. động là được rồi. Dạ đôi khi mệt mệt á là em ngủ quên á, vừa đi vừa ngủ rồi bị lọt ra khỏi máy. Đi mà ngủ luôn hả? Dạ kiểu như mệt á, cái nhắm mắt á cái đi lạc trời, còn trời, cái trời. Lạc trôi khỏi máy. Lạ quá ha. Dạ. Hàng chi thể dục rồi, quá trời. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm yếu của em á là em nói thẳng ra là em nhậu nhiều mà mập. Hả? Điểm mạnh của em á là hòa đồng, nhiệt huyết trong công việc và em là một cái cười trong công ty. Ồ, cái cười rồi. Công ty. Tại vì em diễn kịch hài ha. Em có thể khiến người ta cười. À. Chẳng hạn như chị Cát Tường ơi. Ơi. Hôm nay chị rất đẹp chơi. Ờ, cảm ơn em. Chưa có cười. Chưa đúng cười không chị? À. Rồi, cảm ơn, hay ha. Rồi, dạ. Bạn gái còn có khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm gì nữa không? À, nói nhiều. Dạ, em nếu mà trúng chủ đề là em nói nhiều, nói liên thuyên. Tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi. Em trải qua khoảng 3 mối tình đó chị. Khoảng là sao? Dạ thì có những cái nhẹ nhàng lúc qua thì không tính. À, giờ tại sao chia tay? Dạ gần đây nhất thì lý do muôn thuở thôi chị. Là... Không hợp nhau? Dạ đúng rồi, lý do muôn thuở. Không hợp là không hợp cái chỗ nào? Em cũng không có tìm hiểu sâu về lý do á. Tại vì nếu mà đã hết tình cảm rồi thì đơn giản là không hợp thôi. Rồi, bạn trai? Nói đúng ra có một mối tình thì cũng đúng mà cũng không đúng. Tại vì em yêu đương phương người ta. À. Em theo đuổi người ta 2 năm mà người ta chỉ coi em là bạn thôi. Ta biết em thích người ta không? Dạ biết chứ chị. À. Em đưa rước rồi em rủ đi ăn mà người khi người ta buồn á, người ta nghĩ tới mình mà người ta hết buồn nó kiếm người khác. À. Rồi mà lý do mà em đến cái chương trình này á, tại vì bạn bè em cũng lớn, bạn bè em nó cũng có gia đình hết rồi. Mỗi lần đi chơi á nó bắt em giữ con. Ai giữ con? Em giữ con cho tụi nó. Trời đất ơi. Với lại mỗi lần á khi mà con nó không chịu ăn cơm á, đem em ra hù gọi điện em. Ủa sao vậy? Em thấy ghê luôn hả? Em có uy với tụi nó lắm chị. À. Em nghĩ tụi nó không phản kháng được luôn. À. Em hù cái không mang là chú Nam qua tới nơi á, mày liệu anh nha. Chú ăn thịt đó nha. Ví dụ vậy. Thấy cái bụng chú không? À. Khi mà đi chơi á, đi ăn uống á, người ta có cặp có đôi, mình đi một mình. Trời thấy thương quá. Ngày lễ gần đây nhất á là 30/4 á, tụi nó nói thôi mày ở nhà đi, không có bạn gái ở nhà chứ đi theo làm gì với con nữa hả? Nó nói vậy đau lắm. Đau chứ. À, một mối tình đơn phương từ xưa giờ luôn. Dạ. Rồi đất ơi. Mà em cũng hiểu sao đó. Em á thì vừa lanh lẹ vừa hoạt bát, nói chuyện rất là hòa đồng. Mà không có tán được con nào mà chết chứ. Không tán được luôn. Không, bữa nay cố gắng lên nay... chương trình này có tán được không nữa. Rồi bữa nay cố gắng nha. Một chút xíu nữa chị sẽ coi chị hỗ trợ cho. Bây giờ em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Em muốn kiếm một người bạn gái vừa hiền mà có cá tính chút xíu. À... Hiền mà có cá tính. Dạ. Rồi sao nữa? À... Ngoại hình có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào không? Dạ cỡ đẹp mỹ tâm được rồi anh ơi. Người ai? Hàng chị ế. Trời đất ơi. Điều gì em không thích cho người bạn gái? Dạ em chỉ thích không thích một điều đó là đứng núi này trông núi nọ thôi chị. Rồi để hỏi bạn gái mẫu bên đây. Mẫu người bạn gái thế nào? Em thích một mẫu bạn trai đó là chuẩn men chị. Đầu chuẩn men. Dạ. Quá men luôn. Dạ. À, có chí tiến thủ trong công việc. À. Rồi. Nói chung là suy nghĩ lúc nào vui vui nhưng mà lúc nào cần nghiêm túc thì nghiêm túc. Ừ. Dạ. Về ngoại hình. Cao hơn em đi, cao nhiều đi. Rồi. Dạ. Tại em thấp con quá, em nhỏ con cao quá. Cao hơn em nhiêu là đủ em? 1m7 không anh? 2 phân nữa em. 2 phân nữa em.
hai con nữa hả? Bớt chút xíu được không? Dạ dạ, dạ được. Dạ rồi. Cũng ok. Có mẫu người lý tưởng không? À, mẫu người lý tưởng của em thường là những cái nhân vật mà có lý trí á, kiểu như là tổng thống Nga Vladimir Putin gì đó. Anh nói giùm em cái Quyền Linh. Để cho người ta ngó chứ, nói xong rồi bịt mặt. Ăn hết đi em. Còn gì nữa không? Em ví dụ vậy thôi chứ. Thí dụ vậy. Dạ ví dụ thôi. Chút xíu giống vậy. Muốn gì nữa nói với anh luôn đi. Dạ thì nói chung là anh đó lễ phép với người lớn á, mấy anh mà biết cư xử á, thì với bạn bè đồng nghiệp khác mà với người lớn tuổi khác mà với em thì đó thì khác. Được rồi, nhưng mà đừng có nhậu. Em không có thích mấy anh mà lấy nhậu là niềm vui. Em ơi, không nhậu sao lên chức lên lương em? Dạ thì đó là nhậu công việc á anh, còn nhậu là niềm vui, là cứ vui không vui cũng nhậu, mà buồn cũng nhậu, không vui không nhậu buồn cũng em nói nhậu. Vậy cũng đúng, có nhiều người đâu có nhậu. Dạ. Thì vẫn lên chức lên lương thôi. Dạ, có khát vọng như em là tốt, mình có thể hướng đến một cái điều gì đó. Đó là thần tượng của mình, ví dụ Putin chẳng hạn. Yeah. Có thể gì đó không sao cả, mình phấn đấu. Cho dù có thể xa vời quá nhưng mà mình có khát vọng chứ. Được rồi. Bây giờ cái điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Ghét nhất ở người bạn trai hả? Em thích những người điềm đạm em, cho nên là em không thích những người nói nhiều. À, yeah. Nói nhiều dành nói với em sao? Đúng rồi. Đúng không? Rồi, bây giờ bên đây nó chết rồi. Bên đó nói nhiều phải không? Rồi bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Hiện tại em đang học đại học, em vừa làm vừa học. Mấy năm nữa mới xong? Dạ theo cái dự định của em là tới 2019 là em sẽ xong cái việc học hiện tại của em, nhưng mà em muốn học nữa. Học nữa? Dạ. Học gì, học hoài vậy? Nhưng mà vừa học vừa lấy chồng vừa đi học được không? Em nghĩ là em chưa sẵn sàng để lấy quá sớm á chị. Vậy thì bao nhiêu năm nữa mới là sẵn sàng? 29-30 gì đó, lúc đó sẵn sàng làm mẹ rồi. Là 4-5 năm nữa hả? Dạ không đến nỗi 4-5 năm đâu, tính 3 năm thôi chị. 3 năm nữa. Dạ. Rồi nếu làm dâu em đi làm dâu được không? Em cũng hụt dạng hơi cá tính á, nhưng mà dạ cũng gom gom vô khuôn được chứ. Rồi. Không đến nỗi. Em không thích tật xấu gì của bạn trai em? Đó em không thích nhậu anh Huyền Linh. Bạn trai nhậu nhiều lắm đúng không? 2 tuần nhậu lần. 2 tuần nhậu lần, lần nhậu 2 tuần. Đó là, tại vì lên chương trình này á, mình nói chuyện hòa đồng, mình nói cho người ta hiểu mình, thì không thể nào đánh giá qua những lời nói mà biết được người ta có chín chắn hay không. Mà bây giờ hỏi tật xấu thì mình có đi nhậu thì mình phải nói, chứ không nói rồi sau này về trách móc làm sao. Đúng rồi, đúng rồi. Mình có sao mình nói vậy chứ. Ừ. Đâu có giấu giếm được mà. Nhưng bỏ nhậu được không? Bớt lại. Em đã bỏ được cứ 2 tuần em mới nhậu 1 lần thôi, em bỏ được 6 tháng nay rồi. Đó coi kìa, đó đó, nhậu nhiều đó ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Giờ chờ 3 năm nữa mới tính tới chuyện hôn nhân được, em chờ nổi không? Bạn bè em bây giờ con đã 8 tuổi, 9 tuổi. Mà bây giờ em đi coi trẻ thêm 3 năm nữa. Ta chết quá hả? Từ lúc mà đăng ký tham gia chương trình em chờ riết mà em từ mà 87kg mà giờ lên 95kg. Hả? Ủa sao kỳ vậy? Cứ mà chờ mà suy nghĩ cái... Buồn cái nhậu. Suy nghĩ cái bị stress. Buồn ăn em ơi, không có nhậu. Dạ, stress cái mình ăn vô để mình giảm stress. Rồi đợi mà lên gần, gần cả chục kg. Quá, 7kg rồi. Bây giờ có kế hoạch gì để giảm cân không? Dạ có chị. Hiện tại em đang giảm cân chị. Em xuống còn 90kg chị. Cố gắng giảm lúc nữa nha. Lúc mà chương trình gọi em là đúng lúc mà casting á chị. Em là 95kg. Mà 2 tuần lễ em cố gắng ép ký. Hiện tại giờ đang ngồi trên chiếc ghế này là còn nhiêu ký? 90. 90, bây giờ cố gắng 1 tháng nữa còn 85. Được chị. Cố gắng nha, tập thể dục, đi bộ. Ngủ cô này đi bộ, mà đừng có ngủ, đi thiệt sự á. Còn cái chuyện mà chừng nào kết hôn thì một lát hai bạn gặp nhau rồi mình trao đổi với nhau. Dạ, vậy cảm ơn chị. Rồi. Rồi em trai đi với ai ai? Hôm nay em đi với chú em. Xin chào chú. Chào Huyền Linh, chào Cát Tường, chào tất cả các vị khán giả. Dạ. Tôi là chú ruột của cháu Nam. Thì tới đây cũng là cái duyên của hai cháu. Thì hai cháu cứ cho nhau một cơ hội để... Thấy mình đàn gái được không chú? Chú nhìn thì hai đứa thì cũng xứng đấy, nhưng quyết định hay không là ở cháu. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Mấy em đi với ai? Dạ, mấy em đi với lại mẹ em với em gái em. Dạ, với rồi. Người bạn của em. Xin chào anh Quỳnh Linh. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào. Tôi là mẹ ruột của Thanh Thảo. Thì thấy người bạn trai này thì cũng vui vẻ, hòa đồng. Nhưng mà đứng... nhà thì không ai biết uống rượu hết, nhưng mà kia kiếm người rồi cũng như là tương lai của cho cháu là đừng có nhậu. Đó, thấy không, nhậu là ta sợ. Cưới gì cô gì đi. Nếu mà con quen được em gái đó thì con chỉ có ngày cưới con sẽ nhậu thôi.
còn các ngày khác và sau khi lấy dập gia đình con sẽ không nhậu. Con nói được, con làm được. Hứa đó nha. Rồi, cảm ơn cô. Rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào để cho các bạn gặp mặt nha, trò chuyện với nhau. Mở rào. Dạ, chào anh. Dạ. Cái này trước, tặng hình mình trước đi. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Đây là nickname của anh luôn á. Dạ, anh Doraemon. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Nói tặng anh. Tính đôi quá ha. Rồi mình tâm sự đi. Anh gặp em anh rất là bất ngờ. Em rất là đẹp. Dạ. Không như anh tưởng tượng. À, là em muốn đi học như vậy á, thì có ảnh hưởng đến công việc của em không? Dạ em lúc nào cũng vừa làm vừa học hết. Nếu mà không học đại học thì em cũng học những cái lớp ngắn hạn hay là những cái lớp ngoại ngữ. Nên là bản thân em phải biết tự điều phối cái việc đó. À, em điều phối vậy á, anh có thể dính một thời gian điều phối cơ hội cho anh gặp em không? Anh ở Bình Dương, còn em thì ở đây. Em nếu mà gặp thì một tuần chắc gặp được một hai lần. À, thì dạ. Ờ, cái đó là do em điều phối thôi chứ anh tuần 7 bữa được. À, tuần 7 dạ. Bữa được. Mình có hút thuốc không anh? Mình không. Dạ. Anh nhậu có một chút không? Dạ, là em bị suy hô hấp á, em không chịu được mùi thuốc lá, thành ra là rất là mong muốn là bạn trai hoặc là sau này chồng á là cai thuốc hoặc là không hút thuốc. Dạ. Hên cái anh không hút. Dạ. Thì cái tuần tuổi này á mà chưa có bạn gái mà mấy bạn hỏi làm sao mà sếp cứ ở vậy chứ hả? Cái em nói thiệt tình á, là ai muốn vậy đâu. Hiện khổ quá. Bữa nay cố gắng hết khổ đi, bây giờ mình sẽ tính cái chuyện kết hôn với cổ đó. Anh nói thiệt toàn anh luôn á, là anh á quen cỡ 6 tháng đến 1 năm, là tức là năm 2019 á, là em có thể lập gia đình không? Anh không muốn mà bây giờ mà cha già con mọn, lúc mà con nó nhỏ mà mình phải cày đi nuôi nữa, hơi cực em. Này nó thật lòng. Dạ. Em còn mấy việc á muốn làm mà trước khi kết hôn. Năm rưỡi em. Dạ. Thì em chắc em với anh cũng có duyên gặp nhau thì chúng ta có thể nói chuyện rồi hẹn hò hay gì đó thì để mà em có tâm lý vững vàng hơn. Tại vì em suy nghĩ em mà kết hôn rồi là em sẽ làm mẹ luôn. Cô ơi, cho con hỏi là nếu như em nó chuyển công tác về Bình Dương á cô. Ví dụ con xin cho em nó về Bình Dương thì cô có chấp nhận không? Đó là ăn thua duyên có hai của Thảo thôi. Thì có chồng thì xuất giá đồng phu thì chồng đâu vợ đó. Dạ. Vậy con cảm ơn cô. Là nếu như em cho anh cơ hội, anh sẽ tạo mọi cơ hội ngược lại cho em. Quen nhau á thì lúc đó là thời gian là đẹp nhất. Khi mà em đã quyết định đến hôn nhân á, đó là thời gian buông hai sợi dây xích lại với nhau. Dạ đúng rồi. Em có thể làm những điều gì đó, em đi du lịch cũng được, hay là làm những gì đó anh sẽ làm cùng em. Quá tốt. Đúng rồi, em thích đi du lịch lắm. Em muốn đi phượt hay đâu cũng được. Anh có nhóm của anh riêng. Đi phượt bằng đi bộ được không? Được anh, sân gôn em rộng lắm. 172 hecta. Đúng rồi, phượt kiểu đó là ốm. Em có chắc là em xin được việc cho bạn gái nếu bạn gái về Bình Dương không? Công việc của em ổn định chưa? Dạ, chắc chắn. Sếp em nói rồi, nếu như mà rước được cô ấy về á, sếp em sẽ cho đãi đám cưới tại sân gôn và nhận em nói về làm luôn. Hay quá. Anh nghĩ rằng đó là một trong những cái điều mà trước khi sếp em dặn đúng không? Dạ. Em thấy sao? Nghe cũng hấp dẫn anh. Hấp dẫn đấy. Dạ. Bây giờ trước khi kết thúc thì em hãy nói một câu gì để cho bạn gái có thể tin tưởng. Em à, em hãy đi đi. Khi em quay lưng lại á, sau lưng lúc nào anh đi sau lưng. Em cứ đi đi, cứ quay lại lần sau lưng là có anh đó. Dạ, em không biết nói gì hết, tại vì đang cảm xúc á, đang cũng cảm động đúng không? Dạ, nghe câu nói có cũng bao giờ cảm động. Ai nói với em điều đó chưa? Dạ chưa anh. Đây, chưa trai, luôn. Rất là chân thành nha. Thôi được rồi, bây giờ quyết định là do em. Rồi đặt tay vào nút bấm nha. Đây bên trái. Bạn trai có thể hát một bài hát hay đọc một bài thơ nào để thể hiện cho cô ấy. Rồi ta tiến hành bấm nút. Em nói thiệt chứ mấy bạn đều biết chuyện Doraemon á. Em hát như cha em đó anh. Rồi. Em có thể hát tặng cô gái đi, trước khi mình thêm một lần nữa để xem thuyết phục cô gái. Ở đây tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người yêu nhau.
Rồi, hy vọng là ở nơi đó họ chỉ có cây đàn và chỉ có tình yêu thôi. Nào, chuẩn bị để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Bấm nút hay không bấm nút tùy theo các bạn. Và nếu chúng ta đã bấm nút thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời em. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rất đẹp đôi. Bây giờ mình nói đi. Xin phép bác cho chúng con hẹn hò. Con xin phép bác và các bạn ở đây. Nếu như bác chấp nhận cho con xin phép hôn bằng nó. Bắt đầu. Từ từ nha, từ từ nha. Từ từ. Doraemon chiếm được Doraemon rồi nè. Doraemon chiếm được Doraemon. Chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng hai bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng Zack Anh sản xuất và phân phối. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc 40 inch trị giá 6.990.000 đồng. Chiếc TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hey, mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một chiếc máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Đây là một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú, một cái thẻ giảm giá 25% của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam nếu bạn mua các sản phẩm trên chi nhánh toàn quốc. Cố gắng lên nha em, cứ đi phía sau lưng sẽ có anh. Thôi em đi trước đi, sau lưng là anh, đi sau anh đỡ. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, từ từ nha, chậm rãi thôi. Xứng đồ dễ sợ.